Rồi, chào bạn, là mình nha. Nay có dịp đi công chuyện trên Bến Lức thì ghé bãi ngay chỗ ấp Tân Bủ các bạn. Ấp Tân Bủ ha, của huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Ở đây thì đường Trần Hữu Chí các bạn. Đó, ủa đường Nguyễn Hữu Chí chứ, đường Nguyễn Hữu Chí nối dài nha. Đó, thì đường này thì trên ngay chỗ cầu Bình Điền các bạn rẽ. Rồi chạy thẳng như đây khoảng 6 cây số là tới nha. Đó. Đây là mấy con xe. Có giấy không giấy đủ hết. Đó. Này là Sonic nha bạn. Còn con bên đây là con ẹt. Đó. Xe chiếc quay này là có giấy luôn nè. Đó. Rất là nhiều xe luôn nha bạn. Để mình từ từ mình đi quay cho bạn coi. Con phu chờ này cũng có giấy luôn. Đó. Đây. Thì anh em cứ đến xem. À, được thì mình mua về mình sử dụng. Giấy tờ thì ở đây mình cứ hỏi chủ bãi là có giấy, người ta có báo sẽ có giấy. Mấy con 67 nè. Đẹp không? Đó, này là xe thanh lý của công an thanh lý ra nha. Đó. Rồi. Đây là mấy con có giấy nè anh em. Có giấy nha. Alac 214 nha. À, đời nó xài cái đời xài remote nè. Đó. Này thì có giấy. Giấy thì ở đây người ta bán cho bạn. À, nếu mà bạn muốn người ta làm giấy á, thì mình cứ để cho người ta làm rồi mình thêm tiền thôi. Thông thường tầm khoảng 1 triệu. Còn mấy xe này giá tầm 2 ít nha. Đó. À, xe này cũng tầm 1 ít luôn. Đó. Thì anh em đến xem thì mình có thương lượng giá cả gì với chủ bãi thì mình thương lượng. Đây, xe này cũng giấy tờ đầy đủ nè. Này là con Nu 5. Ngay cho T rồi nè anh em. Hà lắc lắc này là nguyên con luôn, con chìa phá còn luôn nè. Đó. Nói chung là nguyên con hết luôn. Đó. Bánh trái rồi đầy đủ. Nói chung là xe người ta lấy về sao là người ta bán là vậy. Còn đầy đủ hết trơn. Phụ viết đồ còn đầy đủ hết nha. Đó. Đây có rất là nhiều xe luôn. Để mình từ từ mình quay cho bạn coi. Con ẹt nãy nè. Xài cái lon bô nữa bạn. AHM á. Con Sonic nó cũng xài bô AHM luôn nè. Con Sonic này là con Sonic đời cũ nha anh em. Sonic đời đầu. Xài mâm là mâm da Z hay gì á. Nè, xài cái mâm da Z. Nè. Nói chung máy móc thì rất là đẹp. Lên trái bao nhiêu thì mình cũng không biết. Đó, nói chung là cũng có độ chọt gì nè, bô cổ bô lớn rồi này kia, hay lồng zin hay lồng độ gì đó. Này chắc có lên lồng rồi, lên 150 rồi, này lên 150 rồi anh em. Ẹp này sao đi chìa phá này ta. Đó. Xe đầy đủ các nước cháu nha. Xe lắc đời đầu có luôn nè anh em. Xe lắc đời đầu. Đó. Rất là nhiều luôn. Xe lắc nè, quá trời xe lắc luôn. À, nắp xăng ngay đây. Xe lắc, đây xe lắc nữa nè. Mình không có thấy cái bãi nào mà nhiều xe Nhật như này luôn. Quá trời xe Nhật.
xe Nhật ship hàng hàng lớp lớp luôn không. Đó đây nè, cái này là cái con gì mà anh dành nó nô năm hả? Này là xe nô năm đó bạn, người ta mua phụ tùng hết rồi, giờ nó còn có cục máy với hai cái bánh xe này. Có giấy không anh? Không giấy ha, bán phế liệu. Dạng này dạng bán phế liệu nha, bán phế liệu lấy phụ tùng. Đây nữa bạn, phụ trợ mập nữa nè. Xe này là bán cặp bánh rồi hả bạn? Bán cặp bánh rồi nè, chỉ còn nguyên con nha, tại có người mua cặp bánh. Bánh này bánh mâm á anh, chắc bánh bánh mâm quá. À đó, như giờ các bạn vô mua cục máy thì người ta vẫn bán cục máy. Mua cái gì bán đó à, ai mua vàng áo thì bán vàng áo, mua bồ bán bồ ha, mua phục bán phục luôn. Rồi sáu bảy này cũng vậy, mua gì bán đó à, anh em mua bồ bán bồ, mua sườn bán sườn, mua nguyên con bán luôn. Rồi ok, tại vì xe này dạng như thanh lý dạng phế liệu. Rồi đây nữa bạn, mình chưa thấy cái bãi nào mà nhiều xe Nhật như cái bãi này luôn á, mình nói thiệt luôn á. Trước giờ mình đi rất là nhiều bãi, ở đây toàn là xe Nhật không các bạn. Xe Nhật có giấy không nha, này có giấy hay gì nè. Đó, thì bạn xuống cứ bạn cứ hỏi chủ bãi, xe tôi cần xe giấy gì đó, thì người ta dẫn bạn qua đây lựa. Này là con Sirius nữa bạn, đó Sirius nha. Này là quay Alpha đời 2008, tem mỏ neo, máy móc thì còn rất là cứng nhắc luôn nè, đầu lòng xanh khô rang luôn nha các bạn, rất là đẹp nha. QRS, QRS này thì bô bọng rồi cũng còn ok nè. Bình xăng con hình như tháo bán rồi, có ai mua nên bán rồi. Đó, ở đây quay Alpha 208 nữa. Wow, ở đây thật quá nhiều luôn, quá nhiều xe Nhật luôn á. Mình đi nãy giờ toàn mình thấy toàn xe Nhật không à. Xe Nhật này thì có giấy này thì giá hình như mình nghe nói là nếu mà có giấy quay Alpha này có giấy tầm 90 triệu gì đó, 7-8 triệu cũng có, tùy theo xe các bạn. Nói chung là chủ bãi đây thì giá nào cũng có, bạn cứ xuống xem. Thì nãy địa chỉ thì mình có nói rồi đó, ở đường Nguyễn Hữu Chí nói dài thì ngay cầu Bình Điền, các bạn rẽ vào xuống dốc cầu bạn, xuống dốc cầu là có cái bạn thấy có cái đèn xanh đèn đỏ, là có cái chốt công an nằm ngay lề đường á, rồi bạn quẹo đưa đường đó chạy tầm 6 cây số là tới chỗ này nha, ấp Tân Bủ nha. Nè con City nè bạn, liền quá trời liền luôn nè, City nè, không biết cục IC zin không, không gì nè. Đó, máy móc nè bạn, quá trời đẹp luôn, rất đẹp. Ok, xe này nói chung là rất đẹp luôn, Sirius, Taurus đồ có đủ luôn nha anh em. Đó, mình đi thấy hay thì mình quay cho bạn coi thôi, chứ mình không phải cò lái, mình không có dắt mấy bạn đi mua mà đòi tiền cà phê gì hết á. Ai hỏi thì mình chỉ chỗ này thôi, còn bạn nào mà nhu cầu thì mua thì cứ đi theo chỉ dẫn của mình. Đó, Sirius nè, Bình Mông Mai nè, Sirius đi máy độ ha, Bình Mông Mai rồi các thứ nè, rất là nhiều. Wow, có con ẹt luôn đó các bạn. Thôi, ở dưới Tiền Giang kiếm con ẹt quay đỏ mắt luôn, lên đây quá trời quá đất luôn nè, kinh khủng thiệt chứ. Con ẹt này thì nó bị sao mà nó bị tét lóc rồi nè, này chắc bị va chạm gì quá tét lóc rồi. Đó, nói chung là ẹt này đẹp 2010, không biết phải không, nói với bạn cười chết. À không phải, ẹt này ẹt đời cũ nữa, dưới 2010 nữa các bạn, có thể là năm 2007 nè bạn, tem nè đó, 2007, ẹt 2007 nha. Này thì mình không biết có giấy hay không,
Nãy mình cũng sơ ý mình chưa hỏi chú Bảy. Bạn xuống xem thì xem. Đó, bạn nào ở Sài Gòn, bạn nào ở Long An thì lên xem được, gần mà. Long An thì chạy lên đây chút xíu. Quá trời luôn. Toàn bộ xe Nhật không luôn. Mấy con nô nữa bạn, nô còn rất là đẹp luôn. Bạn thấy không? Nô là còn rất đẹp luôn. Sirius quá trời. Ok, xe này thì không có chê vào đâu được rồi. Quan trọng là giá cả thôi. Chứ xe là đảm bảo là bạn xem là không có chê được cái chỗ nào á. Nè. Máy là khô rang luôn. Trời ơi, con quen pha này nữa nè. Thật sự thì mình được anh chủ bãi cũng tạo điều kiện cho phép mình mới quay được mấy con xe này. Nó nói thiệt. Đó. Bạn thấy không? Máy móc cỡ dày đây nè. Trời ơi. Mình mà lấy được đồ mấy cái máy này về bán là kiếm cà phê uống là mệt nghỉ luôn. Tại mình không có vốn. Nói chung là nói vậy đi. Nè, ít của em nữa bạn. Xe ít của em nè, đầu ít của em luôn nè. Nè, bình xăng con ít của em nè. Bạn đừng chê mấy bình xăng con này nha. Chạy là vô tư nha. Ngang ngửa quen pha luôn. Có khi còn ngon hơn quen pha nữa. Đó. Rồi. Con này là con FX. FX Trung Quốc nha. Có cái khía tròn, nắp tròn rất là đẹp. Vậy chút mình hỏi anh có bán không, mình mua cái này về mình gắn 67 chứ gì á. Có chiếc sát nữa bạn, sát rồi Smart nữa kìa. Smart nè của Suzuki. WS còn khá là đẹp, nói chung là rất đẹp. Giá thì nếu mà có giấy thì tầm khoảng 7-8 triệu gì đó. Giá đó thì hợp lý, chơi được nha bạn. Còn không giấy thì lên liên hệ với người ta. Mình chỉ biết nhiêu đó thôi. Đây nữa nè. Quá đẹp. Không chê đâu được cái sườn nữa bạn. Như mới vậy đó. Nè. Đó. Đề, củ đề bán à. Bán mắt củ đề à. Này, à xe này là xe không giấy rồi. Phế liệu rồi. Ai mua gì bán đó. Người ta mới bán, mở ra bán nè. Đó. Rồi, để mình qua bên kia nè bạn. Nè. Mấy cái bình WS 110 nữa bạn, mình cũng mua mấy bãi này nữa bạn. Nè. Bạn thấy bình này tuyệt vời không? Bình này xứng đáng là tuyệt vời luôn á. Mình mua là mua mấy cái bình như thế này về bán nè. Vệ sinh ra là nó phải được như thế này nè. Xe này thì quá mới rồi, cái bình này quá mới rồi, giá chung cắt cũng căng nữa. Đó. Ok. Quá trời quá đất luôn. Đây nè bạn, RSX đời đầu nữa bạn. Xe này là xe RSX đời đầu. Quay 110. Này xe này xe Trung Quốc. Nãy giờ mới thấy được chiếc xe Trung Quốc luôn á, nói thiệt luôn á. Nè. Toàn là xe Nhật không? Nô 4 có luôn nữa nè. Nô 4. Xe này xe Trung Quốc hay gì đây? À, xe này xe Trung Quốc. Con thứ hai Trung Quốc được thấy lên cung tay luôn. Nãy giờ mới thấy được hai con xe Trung Quốc thôi nha. Toàn bộ xe Nhật. Quái thiệt chứ. Không hiểu nổi luôn. Có xe Charlie nữa nè anh em. Charlie nữa nè. Con này là con rim Excel rim lùng á. À, rim lùng nữa nè. Kinh khủng. Quá nhiều xe. Con này rim lùng nữa anh em. Nè. Đó. Đó. Địa chỉ thì anh em nắm bắt giùm mình địa chỉ nha. Có nhiều anh em gọi hỏi mình địa chỉ hoài. Mình cũng nói thiệt là mình cũng ngu cái đường này lắm. Mình nghe nãy anh chủ bãi anh nói vậy rồi mình nói lại cho bạn coi thôi, nghe thôi. Chứ thật sự mình không có rành đường trên này. Mình cũng không ở đây. Đây là ở trên này á là Bến Lức à, mình ở Mỹ Tho.
Đó, thì có công có chuyện mình chạy lên đây thì mình ghé đây mình quay cho bạn coi thôi. Đó. Quá trời xe luôn, trời trên đây còn rất là nhiều luôn anh em. Đồ đạc treo lủng lẳng luôn. Quá nhiều phụ tùng quá trời luôn. Mình quay cái clip này xong rồi một chút xíu nữa mình sẽ quay cho bạn coi những cái chiếc cái máy ẹt nữa. Nè, ZX đó nè anh em. ZX này là ZX Trung Quốc, ba con Trung Quốc. Rồi xì bo nè, có xì bo luôn nè. Hay thì nữa bạn. Nè. Đây. Xì bo hai thì đây. Vẫn có nè. Có nhiều nữa là khác. Nãy giờ thấy được ba con xe Trung Quốc rồi nha. Nè, xì bo nè. Ai mới xì bo thì có xì bo, có hai thì luôn. Mâm Rider luôn, mâm sao Rider thắng đĩa luôn nha. Đó. Nô 4. Sườn lóc gì quá trời, sườn lóc luôn nè. Còn mấy này là Nô 4, còn này là Sonic kìa anh em. Sonic không phải Sonic đời mới nha. Sonic đời đầu nha. Nè, máy Sonic nè. Máy đứng để nằm ở dưới đàng hoàng. Đó. Sonic này thì chỉ có những anh em đam mê, thật sự đam mê về mới cứu nổi nó thôi. Tại vì việc đi kiếm đồ hầu như là rất là mệt. Nè. Rồi. Xong cái clip này thì mình làm cái clip phụ tùng ở đây cho anh em xem. Mình quay xong cái xe thì mình làm clip phụ tùng cho anh em xem. Elizabeth đồ nó nè anh em. Hồi nãy giờ không thấy chiếc Vẹt ba nào ta. Nè. Tại vì gom chung clip xe với clip phụ tùng á thì nó dài quá. Các bạn có thể xem mà chán. Thì một chút xíu nữa mình sẽ quay clip toàn phụ tùng không. Giờ là mình quay xe trước đi. Mình giới thiệu xe đi. Để chút mình giới thiệu phụ tùng nha các bạn. Đó. Đầy rẫy luôn. Ok. Này, trong này có xe Sirius nữa nè. Nè, Sirius này, mô tô nữa nè. Anh em nào có mua phụ tùng á thì vẫn mua được nha. Xe này người ta nói chung là rẻ. Bạn mua cái món nào là người ta bán món đó. Như xe này nè, là người ta đã bán phuộc chẳng ba rồi hết rồi, di động rồi hết rồi. Còn cục máy nè, sườn bọng nè. Đó. Thì anh em nào hư cái món gì? Tại vì mình vào hãng mình mua thì nó mắc quá. Chiếc này chiếc Taurus nha anh em. Nó mắc quá, mình không có điều kiện thì mình chơi đồ. Đồ này là kêu đồ gì ta? Đồ nghĩa địa hả? Không phải, đồ nội địa đi. Đó, nhưng mà đồ zin nha. Đó. Bình xăng con đồ cũng còn rất là đẹp luôn nha. Chút mình mua vài bình về mình bán kiếm cà phê nha. Giờ sao đi ra nè. Đó. Quá đẹp. Rất là nhiều xe. Rồi. Nô 4 Sirius Jupiter. Nô 4. Đây, có quay thái 110 luôn hay gì đây. À. Xe này xe gì đó. Đây, nói chung là những bình xăng con quay 110 gì nè, bình xăng con này. Đó. Rất nhiều. Nguyên chiếc luôn. Rất là đẹp nha. Dắt chân nữa quá trời luôn nha. Để chúng mình quay cho bạn coi. Nô 4. Này lắc thái gì ta? Lắc thái nè anh em. Lắp thái nè. Đó. Hồ sơ phát nãi. Nghĩa là công an bán thanh lý các bạn. Xe còn khá là đẹp liền lạc nha. Về mình sơn sửa, dặm tốt rồi lại chạy. Rồi, ok. Thì có nhiêu xe nãy giờ mình quay cho bạn coi hết rồi đó. Xe từ bên kia qua bên đây luôn. Thấy không?
có nhiêu xe là quay cho bạn coi hết rồi. Ai cầm chim nè, ai kiếm đồ, ai cầm chim thì ghé đây luôn ha. Ê, trời phụ tùng quá trời luôn đó. Nói chung là xe này là mua gì là bán đó, mua gì rã đó. Rồi ok, giờ còn phụ tùng, mình sẽ đi làm cái clip phụ tùng cho bạn coi. Ok.